đang đi làm thì cô giáo của Sắn gọi điện: "Em ơi, Sắn sốt rồi nhá, qua đón con về." Ôi dồi ôi, thế là tức tốc chạy đi đón con. Đưa con đi khám thì mới biết là con bị chân tay miệng các mẹ ạ. Mới sáng ra thì nhìn thấy chân tay con nhiều nốt, cũng nghi nghi là chân tay miệng rồi, cũng nghĩ là chiều đi làm về thì đưa con đi khám. Thế mà mới đi lớp được 1-2 tiếng đã bị sốt rồi các mẹ ạ. Con đau miệng lắm, con không ăn được cái gì cả mà con chỉ quấy mới khóc thôi. Thế nên hôm nay thì mình nấu cháo cho con, mà có thời gian đâu. Thế nên nấu cháo yến mạch cho nhanh các mẹ ạ. Hôm nay thì mình nấu cháo yến mạch ếch. Ếch thì các mẹ ướp với cả những gia vị mà mẹ Sắn đã ghi trên màn hình, sau đó cho bơ vào và rán săn mặt ếch. Rán săn thì mình cho thêm nước vào và đun. Ếch này thì rất là nhanh chín. Nồi cháo này thì mình chỉ nấu trong khoảng 30 phút là xong rồi. Cháo yến mạch rất là bổ dưỡng và nấu thì cũng nhanh nữa cơ. Sau khi mà vớt ếch ra thì sau đó mình sẽ cho yến mạch vào đây và khuấy đều. Rau củ thì mình sẽ nấu chung với cà rốt và súp lơ. Nói chung rau củ này thì các mẹ sẽ tùy nhá. Nhà mình có rau gì thì mình sẽ ăn rau đấy. Đợi vung khoảng 10 phút là cháo chín rồi. Trong lúc ấy thì mình sẽ đi lọc thịt ếch ra, sau đó là mình sẽ cho vào một cái máy xay. Thịt này thì mình dùng 2 con ếch nhá. Mình làm bữa này là cho cả hai mẹ con ăn. Nếu mà các mẹ làm cho bé ăn thì chỉ cần làm một con thôi. Đấy, các mẹ thử món này đi, ngon lắm. Còn ai mà có kinh nghiệm gì chăm con khi mà con bị chân tay miệng thì chia sẻ với mẹ Sắn với nha. Mình lo quá các mẹ ạ.